Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay em lại có một cái chiếc xe mà phải nói là chất lượng dành cho tất cả quý khách hàng là bình dân các bạn nhé, giá bình dân và đặc biệt là xe đẹp, zin đét không lỗi các bạn ạ. Đã lên full đồ rồi, màn hình cam đùi rồi là la răng đúc, mọi chiếc xe mà phải nói cái chiếc này là giá rất hợp lý cho khách hàng đây. Các bác nhìn là nó zin, độ đẹp thì các bạn nhìn nó rất ok, và đây là cái chiếc xe lý tưởng là xe gia đình không dịch vụ các bác nhé, một chiếc xe đẹp chấm hết cho khách hàng luôn. Ở cái cửa tiền thì cái chiếc này với tầm tiền là bên em đang chào bán cho các bạn là nó chỉ tầm 1,4 đồng quay về, thì chúng ta đã sở hữu một chiếc xe mà VinFast nó được sản xuất năm 2010, đăng kiểm dài, đăng kiểm tháng 1 năm 2025. Đây là cái chiếc xe lý tưởng bên em tuyển được là dành cho các bác nào có nhu cầu sở hữu những cái chiếc xe mà đẹp, chất lượng, và cái chiếc xe thì cam kết cho các bác rằng xe không lỗi, không đâm, không va, không tai nạn, không ngập nước. Chắc chắn rằng đây là cái chiếc xe đáng để cho các bạn quan tâm. Bác nào mà quan tâm cái chiếc xe mà VinFast mà còn chất lượng đẹp như thế này thì các bác cứ alo để sở hữu ngay là cái chiếc xe mà nó đẹp toàn diện bạn nhé. Từ cái đèn của xe thì tất cả mọi cái zin đét đèn đẹp, từ cái biểu tượng chữ Hyundai, biểu tượng chữ Kia, bởi từ ghét mọi cái nó vẫn còn zin các bạn nhé. Và xe đã được lên là lipo các bạn này, và toàn bộ xe cua lốp cua gầm của xe nó còn nguyên bản hết các bạn nhé. Đấy, la răng đúc xịn sò, lốp một dàn lốp mới các bạn nhé, một dàn lốp mới đây. Đấy, lốp này lốp mít các bạn nhé, lốp này lốp đắt các bạn ạ. Đó, và đây phần gầm của nó thì rất là đẹp đây các bạn nhé. Đấy, gầm của nó đây, các bạn nhìn là cái chiếc gầm sàn này của nó đẹp cực kỳ luôn. Đó các bạn này, đẹp cực kỳ luôn. Đây là cái chiếc xe lý tưởng dành cho bác nào mà quan tâm cái chiếc xe mà có huyết, phải nói là đẹp. Các bạn lưu ý là xe đẹp nhé. Đấy, các bạn lưu ý là xe đẹp này. Đó, và đã lên full đồ rồi. Thì cái chiếc này thì quý vị và các bạn mua về, chúng ta không phải làm gì hết, chỉ có sẵn đổ xăng, lăn bánh là chạy thôi. Cam kết là sẽ không lỗi cho quý khách hàng. Đấy, một dàn lốp mới các bạn nhé. Đó, và chiếc xe này thì các bạn yên tâm là xe đẹp các bạn ạ. Xe này là xe thằng em nó làm xây dựng, nó cũng có tiền các bạn ạ, nó có điều kiện, có tiền, em nói thật luôn, nó cũng có tiền đấy, cho nên là nó giữ xe lắm các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn này, nó giữ xe và nó đầu tư nhiều cho nên xe nó tốt đấy. Đấy các bạn này, một chiếc xe như này thì các bác sở hữu chiếc này thì cố gắng nhanh tay để sở hữu ngay là cái mẫu VinFast mà bên em tuyển là chắc chắn là xe đẹp cho khách hàng. Thì đây là cái chiếc xe mà đáng mua đáng dùng, dễ mua dễ dùng các bạn nhé. Với chiếc xe này thì các bạn yên tâm một điều là xe tốt. Đấy, từ cái giá đồ của xe nó còn đẹp như này các bạn ạ. Đấy, phần sàn, phần cốp, đèn cốp đấy các còn đủ hết các bạn nhé. Đây là cái chiếc xe mà lý tưởng về chất lượng cho tất cả khách hàng nào mà yêu thích cái mẫu VinFast, và phải nói là xe đẹp các bạn nhé, lưu ý là xe đẹp không lỗi, máy số chất, thân vỏ đẹp, keo chỉ zin. Đây là cái chiếc xe mà các bác nào thực sự yêu thích cái chiếc xe này, toàn bộ phần keo chỉ của xe thì các bác là yên tâm cam kết cho các bác là xe zin không lỗi, mọi thứ chức năng sử dụng của xe nó còn khá là đẹp, từ phần sơn, phần nhựa, phần vỏ đây các bạn này, duy nhất là bên lái các bạn lưu ý nhé, cái nhũ tay nó đẹp như này, là duy nhất bên lái người ta mở ra mà vào chỉ có chỗ này là nó hơi mờ mờ tí thôi các bạn ạ. Đây các bạn nhìn đây, tất cả đằng trước đằng sau nó còn đẹp thế này các bác nhé. Đây là cái chiếc xe mà đáng để các bạn mua đấy các bạn ạ. Máy gầm thì cực kỳ chất. Đây là đặc biệt thì cái củ số này, củ số zin đây các bạn nhé, củ số zin của đời 2010 mà củ thâm. Đấy, người ta chưa thay củ mới các bạn nhé. Đây là zin thì nó mới được như này các bạn ạ. Đấy, củ thâm nó đẹp như này các bạn nhé, nó chuẩn, nó bài mòn rất ít. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Nó chỉ phần sơn sắc sỡ từ tính ngoài thôi, nhưng nó xe củ zin. Đó các bác này. Và toàn bộ xe thì các bác quan sát phần nhũ của xe nó còn khá là đẹp luôn các bác nhé, khá là đẹp, em nói là đẹp cực kỳ luôn. Đây, phần túi khí của xe là túi khí xịn đây các bạn nhé, điểm lỗ đây. Đấy, các bạn nhìn cái điểm lỗ nó từ đây nó vòng vòng ra đây các bạn nhé, đó là điểm lỗ xịn. Còn nếu những chiếc xe đã vào cái phần phím còi này là dạng còi và vào cái dạng phím còi là người ta làm bằng sợi polymer, tổng hợp nhựa, tổng hợp polymer các bạn nhé, thì nó cứng đơ các bạn cứ đừng bấm cứng đơ, không bao giờ nó có cái điểm lỗ túi khí này đâu các bạn nhé. Và cái điểm này nó không bao giờ nó khít khịt khịt như này. Đấy các bạn nhé, lưu ý là như vậy, nó không bao giờ khít khịt như này được. Đó là cái điểm là của một chiếc xe xịn, nó vậy. Đó các bạn nhé.
Và đây là cái chiếc xe mà đáng để cho các bạn quan tâm. Thì ở cái phân khúc này thì cái chiếc xe này thì nó khóa khiển của xe nó vẫn còn zin khóa khiển theo xe các bạn nhé. Đây khóa khiển theo xe ghét, thì khóa khiển theo xe các bạn bấm ở cạnh này các bạn nhé. Đó là phần khiển. Đây thì em sẽ nổ máy để cho các bạn kiểm tra. Máy rất là ngon luôn các bạn ạ. Đồng hồ thì đồng hồ giờ của xe nó vẫn hoạt động rất là ok các bạn nhé. Đấy các đây cái đồng hồ giờ, mọi cái chức năng rất ok luôn. Đấy màn hình cam lùi có đủ cho khách hàng. Đấy đầu đọc USB, thẻ nhớ, radio các kiểu các bạn nhé, âm thanh hay đó các bạn này. Đó có cam lùi đấy các bạn này, cam lùi đầy đủ cho khách hàng. Thì đây là cái chiếc xe lý tưởng dành cho bác nào mà có cái cửa tiền là chỉ có. Và em cũng công bố luôn là cái giá tiền lúc nãy quên em chưa nói, các bạn thông cảm vì thực ra nhiều trong video là đôi khi mải nói mải tả những chiếc xe đẹp ấy là đôi khi là mải diễn tả quá là quên không nói giá cho các bạn nhé, thì đôi khi các bạn thông cảm cho em. Và con này thì cái cửa tiền bên em đang chào bán cho các bạn là cái giá tầm 140 củ quay về đó các bạn nhé, 140 củ thôi, củ khoai nhỏ không khoai to đâu các bạn nhé. Đấy các bạn đến thì có thể bớt đồng lá cho các bạn thêm một tí nữa. Thì đây là cái chiếc xe lý tưởng này, em cam kết cho các bạn là xe đẹp. Đấy xe đẹp chấm hết luôn các bạn nhé. Đây đồ nhúng nhựa nó đây, zin nét lên đẹp các bạn này. Đấy đồ zin các bạn nhé. Đó bác này thì bác độ rất là ăn chơi, độ phần con loa đây, đấy độ cả loa đây các bạn nhé. Đấy rất là ok luôn. Đó hai bên kìa, độ rất là hay luôn. Đó là cái điều những cái gì mà chiếc xe nó có em diễn tả cho quý vị của các bạn để các bạn tham khảo đây là cái chiếc xe như nào đó các bạn nhé. Và em diễn tả nhanh thôi. Đó cái chiếc xe này thì em không quay lâu vì xe nó đẹp, nhưng thực ra nói đi nói lại thì nó vẫn thế thôi. Và quan trọng nhất là em cam kết cho các bảo hành cho các bác là phần keo chỉ keo cột mọi chức năng là em cam kết độ zin độ chuẩn 100% cho khách hàng. Đấy bảo hành máy số thân vỏ keo chỉ cho quý vị và các bạn. Bạn nào mà quan tâm mua chiếc này thì em bảo hành cho các bạn luôn về máy số keo chỉ các bạn nhé. Đấy bác nào quan tâm thì cứ alo cho em bảo hành cho các bạn luôn một chiếc xe mà đáng mua. Đó, thật sự với quý vị và các bạn đáng mua luôn. Đấy đáng mua, dễ dùng và dễ sử dụng một chiếc xe đẹp. Đấy đây là cái mẫu Winnegate mà nó đáng để cho các bạn quan tâm. Thì đây là cái mẫu xe mà các bạn quan tâm thì chốt được xe alo để sở hữu ngay. À, cái mẫu xe này chất lượng các bạn nhé. Đèn thì con này là đèn xe lông này, rất là sáng này các bạn này. Đèn xe lông và đèn của nó đèn xịn hết các bạn nhé. Đấy đây, đèn xịn hết này các bạn này. Đấy, bác nào mà quan tâm cái chiếc này ấy, thì cứ alo, máy con này cực kỳ ngon. Và con này các mọi chức năng của nó thì rất đơn giản. Đấy ghét thì nó chỉ có gương kính chỉnh điện này, các bạn lưu ý này, chỉnh hai mặt gương này. Đấy các bạn nhé. Và bên kia em sẽ chỉnh cho các bạn để chúng ta kiểm tra độ chuẩn độ zin. Đấy các bạn này. Đấy các bạn nhé, mọi chức năng rất ok. Và chủ người ta đã thay hai cái phần gương cầu lồi này rồi, chúng ta lái rất là ok các bạn nhé. Đó, chúng ta lái thì chúng ta có thể là bẻ ra bẻ vào để chúng ta quan sát được phần bánh ở phía sau các bạn nhé. Đấy là điều rất tuyệt vời rồi. Và phần kính điện thì chúng ta quan sát đây, kính điện của nó lên xuống đây là kính điện ô tô bên lái bên phụ. Đấy các bạn này, rất ok các bạn thấy chưa. Đấy em sẽ quay chia cho các bạn để các bạn xem. Đấy các bạn nhé. Đấy, bạn nào quan sát mà chiếc này thấy yêu thích cái mẫu này và ở cái cửa tiền mình đang quan tâm thì các bác cứ alo để sở hữu chiếc xe bên em tiền các bạn nhé. Đây phần chân phanh chân ga chân số của nó cũng khá là đẹp đây các bạn nhé. Đây và bây giờ thì em sẽ quay đến phần máy là phần quan trọng của chiếc xe và cam kết chiếc xe này thì không có hơi thừa, không đổ hơi, không ăn nhớt các bạn nhé. Đấy, máy thì cực kỳ ngon luôn. Đấy, thân vỏ keo chỉ zin máy ngon. Đấy là cái điều tuyệt vời rồi. Chúng ta mua về chỉ sẵn đi thôi, không phải làm gì hết các bạn nhé. Thì đây là cái chiếc xe lý tưởng dành cho những bác nào quan tâm thì alo cho em ngay. Đấy. Và xe thì zin thì toàn bộ những cái này nó zin hết này. Đó, các bạn lưu ý đây. Đó, zin hết các bạn nhé. Đây là cái chiếc xe zin này. Đấy các bạn này. Toàn bộ rồi. Đó các bạn nhìn thấy chưa? Khá là đẹp luôn. Đó. Đấy, các bạn nhìn đây. Đó, toàn bộ tai đèn của xe thì các bạn nhìn đây, nó còn nguyên bản đây. Ốc tai chưa chạm các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này. Ốc tai của nó chưa chạm này. Đấy các bạn thấy chưa? Những cái điều tuyệt vời của chiếc xe này là ở cái phần keo chỉ. Keo chỉ con này thì nó zin hết này đẹp các bạn nhé. Đấy các bạn nhìn này. Đó, các bạn nhìn này. Đầu dòng sassi này. Nó zin hết này đẹp các bạn này. Và con này nó máy nó zin các bạn nhé. Nó còn nguyên cục cao su đây. Cao su chân máy nó còn này các bạn nhé. Đây là độ zin của chiếc xe. Đấy là cái điều quan trọng nhất của chiếc xe này, nó còn đẹp và còn chất như chiếc xe này. Đấy các bạn này. Đó. Ta thấy cái chiếc xe này hiệu quả và chất lượng chưa ạ? Và đây thì em sẽ ga lên để các bạn kiểm tra này. Máy rất là ngon các bạn nhé.
máy ngon cực kỳ luôn, cam kết cho các bạn là máy ngon đấy. Máy đây thì không có một chút hơi thừa nào các bạn nhé, không hơi thừa, không ăn nhớt, không đổ hơi một tí nào cả. Bác nào mà có nhu cầu sở hữu cái chiếc xe này thì các bác cứ alo để sở hữu ngay là cái mẫu xe này bên em các bạn nhé. Và xe em đang bày bán tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đấy, đầu đường 100 lối lên Bình Xuyên đi xuống các bạn này đấy. Và em gần anh em Thành Phát Ô Tô và các anh em Nguyễn Long Ô Tô, những anh em làm trên YouTube đấy, thì các bạn có thể vào tham khảo em ở TikTok như là trang ô tô cũ Mê Linh đấy. Em có rất nhiều TikTok, em có 3-4 TikTok cơ đấy các bạn nhé, các bạn tham khảo. Và các bạn vào YouTube đấy, thì em ở Phúc Yên này có rất nhiều xe và các đơn vị bán cũng rất là nhiều, các bạn cứ đến đây xem xe, lựa con nào lấy con nào được ưng con nào thì các bạn lấy, và anh em mình giao lưu uống nước các bạn nhé. Và đây thì là cái chiếc xe đẹp, bác nào quan tâm thì cứ alo cho em ngay để sở hữu xe. Và một lần nữa xin cảm ơn toàn bộ quý vị và các bạn rất là nhiều, xin cảm ơn.